Chiếc mũ là kỷ vật mà John Swart tìm lại được sau một cuộc đấu súng căng thẳng với Liệt Sĩ Hưng tại chiến trường miền Nam. Cuộc đấu căng thẳng suốt 3 ngày đêm và người Mỹ chỉ thật sự yên tâm sau khi không còn nghe thấy bất cứ tiếng bắn trả nào trong nhiều giờ đồng hồ. Họ tìm lên quả đồi nơi những người lính Bắc Việt ẩn náu để xem đội quân nhỏ bé với chỉ vài chục người đó như thế nào. Tất cả chỉ còn lại sự hoang tàn, vết cày xới của đạn bom. John Swart đã tìm thấy chiếc mũ này, chiếc mũ khi ấy là dấu hiệu nhận biết những anh giải phóng quân. Nhưng khi nằm trên tay John Swart, nó đã thủng lỗ chỗ với 11 vết đạn. Có lẽ người lính ấy đã chiến đấu đến những hơi thở cuối cùng và trong giây phút đó, sức mạnh của anh xuất phát từ tình yêu nước và quyết tâm giữ lại từng tấc đất quê hương. Điều khiến anh lính Mỹ kinh ngạc là khi lật chiếc mũ đó lên, anh thấy dòng chữ Việt Nam và hình ảnh một chú chim bồ câu. Anh chợt nhận ra những con người ở phía bên kia chiến tuyến cũng yêu hòa bình, cũng chiến đấu vì sự tự do dân tộc.